rồi. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em. Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình xưa. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em. Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình xưa. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Chúc mừng Mạnh Đồng đã hoàn thành ca khúc Bài Không Tên cuối cùng. Và bây giờ chúng ta vừa mới lắng nghe tâm sự ấy được trải nghiệm, được thể hiện qua giọng hát của Mạnh Đồng. Thời gian dành cho 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay bình chọn cho Mạnh Đồng. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn phần bình chọn của 100 vị khán giả và 3 vị giám khảo. Mời quý khán xin mời phần nhận xét. Em một chất giọng trời phú rất là đẹp. Làm sao mà chỉ có hát 2-3 chữ thôi mà đã nghe một cái giọng nó dày. Nó vang đến như vậy mà nó còn ấm. Bây giờ cái giọng mốt bây giờ theo kiểu là bay bay, mái mái hoặc là sáng sáng gắt gắt. Thì giọng của em lại rất là ấm và nó bao phủ hết, nó có một cái độ rộng. Nó bao phủ hết mọi thứ. Và đó là cái giọng mà trời cho em.
Trời cho em cả một cái ngoại hình rất là đẹp nữa, một chiều cao mà thật sự là anh không dám đứng gần Nguyên Khang, còn còn gan đứng gần nữa chứ. Nhưng mà em thiếu ở đây á, em chưa có đặt đủ cái tình cảm của mình vào đó, em còn hờ hững bài hát của mình. Điểm khác biệt giữa phần này và ba phần trước á, là phần này em phải hát dài, những phần trước chỉ là những câu ngắn. Và khi hát dài nó là một chuyện hoàn toàn khác, cũng như hát một bài và hát một show là một chuyện hoàn toàn khác. Nó cần mỗi kinh nghiệm. Và nó cảm giác rằng là em chưa có cái thời gian nhiều để làm việc trên cái giọng hát của mình. Và chắc chắn là em có cái trời cho rồi. Bây giờ cái thời gian, kinh nghiệm để em tiếp tục xử lý như thế nào. Một cái giọng hát như em rất hiếm người có được, rất nhiều ca sĩ muốn mà không có. Cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng đã nhận xét. Và tôi thiết nghĩ là lần sau đối với những thí sinh có chiều cao trên 1m85 trở lên thì tôi xin ban tổ chức cho hai cái ghế ngồi để chúng tôi có thể thoải mái lắng nghe cuộc trò chuyện của anh. Cảm ơn anh đã nhận xét. Vâng. Xin được mời chia sẻ của danh ca Ý Lan. Cô biết chắc một điều là con sẽ không bao giờ từ bỏ cái con đường yêu âm nhạc này của con. Tại vì con hát quá đẹp, con hát quá hay, con đẹp trai, con có đầy đủ những tố chất mà một người ca sĩ rất là cần. Con có nhiều hơn tất cả mọi người hết. Rằng là hình như ở trong con có một điều gì đó mà con rất là khép kín. Cô chỉ mong rằng là âm nhạc sẽ là một cứu cánh cho con. Con sẽ mở lòng để con yêu âm nhạc đủ để con vượt qua tất cả những gì mà con đã gặp khó cho chính con. Cô mong một ngày nào đó cô sẽ được hát cùng sân khấu với con. Xin được cảm ơn phần nhận xét của danh ca Ý Lan. Tôi thì đáng lý là khép phần này, nhưng mà tôi lại muốn nghe bạn trải lòng. Thật sự thì tuổi đời của con thì còn khá trẻ, nhưng mà cũng có những lần mà sai lầm trong cuộc sống á, để vụt mất đi những cuộc tình thật đẹp, thật là lộng lẫy. Nhưng mà tự nhiên đôi khi một người nghệ sĩ, con chắc chắn là tất cả những người nghệ sĩ cũng có đôi lần lên sân khấu giống như vậy. Tự nhiên mình lên đó, tự nhiên cảm xúc của mình đôi khi nó bay đâu mất tiêu. Từ khi mình đặt chân lên là mình không có được cái cảm xúc đó. Và con hay bị một vài lần khi lên sân khấu là bị tuột luôn vậy. Cô hy vọng rằng là những cái điều mà tối hôm nay cô và ban giám khảo chia sẻ cùng với con, nó sẽ mang đến cho con những cái kết quả tốt hơn trong tương lai của những lần con trình diễn nhá. Vượt qua tất cả những khó khăn đó chỉ vì yêu âm nhạc đủ, yêu khán giả của mình đủ, đặc biệt là yêu chính mình đủ nhá. Tôi cảm ơn nha. Cảm ơn danh ca Ý Lan. Thôi thì cứ trước khi lên sân khấu nói 5 phút của tôi để tỏa sáng và tôi sẽ làm được. Hy vọng nó sẽ là một câu thần chú để giúp cho bạn có nạp được năng lượng đó và cháy hết mình với vai trò cái niềm đam mê của một ca sĩ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Mạnh Đồng. Thì sao non cao đất sông biết đâu mà tìm đường đời mịt mờ và néo về đâu, mong chờ duyên kiếm đưa lối mắt cầu. Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá khen thùng. Anh ơi nhớ chẳng thua ấy, mỗi khi bóng chiều xuống sân em về trên quãng đường xa gặp anh, dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi mãi chẳng đến khi chiều ấy, đôi tim ước mong bấy lâu thành lời.
vui rằng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phải nhỏ. Và mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo, chúng ta hãy dành những điểm số dành cho Thái Ngân qua phần thi vừa rồi. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hàng xin phép mời anh Dũng sẽ chia sẻ về phần thể hiện vừa rồi của Thái Ngân. Cho anh hỏi một câu là cái tiết mục vừa rồi á, em chọn là để giả lại cô Ý Lan hay là thực sự hàng ngày khi mà em hát đây cũng là cái phong cách mà em lựa chọn? Dạ cũng có một phần em học cô, nhưng mà bình thường thì em hát khác hơn ạ. Em dạ. Là em nhiều hơn dạ. Đúng không? Cái cảm xúc của anh đây rất là lẫn lộn, bởi vì đến giờ phút này thì anh vẫn còn chưa thấy rõ em là ai. Mình có nhận ra được vài chỗ là anh nghe tức là câu cuối thì anh nghe thấy rất là rõ ràng là em đang sử dụng những cái trường phái của cô Ý Lan. Anh mừng là em không có làm nó quá mức, và cũng chính vì nó không bị quá đà như vậy cho nên là anh cảm thấy khá là dễ chịu khi nghe. Nói tóm lại là anh thích phần của em. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cô này cổ có một cái hay đó là thật ra có nhiều cái không phải là sở trường của cổ, nhưng mà cổ cố gắng, cổ học hỏi, cổ phát triển, thì hôm nay hơi tiếc tí xíu là cổ chưa được thể hiện đó, cho nên nhân đây anh muốn em thể hiện một tí xíu cái khả năng hát cải lương của mình. Em có thể cho anh một trích đoạn ngắn thôi để mọi người thấy được cái tính cách cũng như là cái phong cách của em. Trước hết thì em xin cảm ơn lời nhận xét của anh. Và bây giờ trong chương trình ngày hôm nay, con xin phép gửi đến hai cô và anh và tất cả quý vị khán giả và trích đoạn cho nó vui vui không khí có được không ạ? Và một trích đoạn rất là nổi tiếng của soạn giả Diễn Châu. Đó là trích đoạn ngao sò ốc hến. Dạ anh cho em mượn anh làm quan nguyện đi anh. Quan anh ơi, từ lúc giữa đường gai gánh em một thân một mình quanh hiu sớm tôi, chứ rủi ro tay bay quả gửi đỡ nâng không biết cày nhờ ai. Mai mà nhờ có quan anh thương tình hết lòng mà chở che, chưa thư quần
ý quyền, thường là tư quân thất đức. Mỗi khi ghét ai thì hãy kiếm điều vu oan. Đấy, thật ra là cái này là cũng là một cái tài rất là hay của cái cô gái này, là không có biết hát cải lương nhưng mà đi học để hát. Thì bây giờ Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của cô Ý Lan ạ. Xin mời cô. Thánh Ngân ơi, bài hát vừa qua đó con hát rất là tròn trịa. Tuy nhiên cô cũng vẫn nghĩ rằng là bởi vì cô là người đã hát cái bài hát đó và con đang tái hiện lại cái hình ảnh và cái âm thanh đó của cô, thì cô nghĩ giống như lúc nãy Trung Dũng có nói là những người mà người ta hay giả thần tượng của mình đó, người ta hay làm thái quá lên những cái đặc điểm của người ca sĩ đó. Nhưng mà con thì ít ra con cũng tiết chế được cái phần đó, tuy nhiên vẫn còn hơi nhiều. Chẳng hạn như những cái tiếng đất của cô chẳng. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Chẳng hạn như vậy, chị cô chị không thành. Chỉ có một cái nấc cái chỗ đó là tại vì nó là cái feeling, rất là cái cảm xúc của cô. Chứ cậu anh ơi nếu mộng nó nhiều quá thì nó lại không ra, đúng không? Cô rất thương và sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm này với tiếng hát của con, với sự yêu thương mà con dành cho cô vô điều kiện. Cảm ơn con rất nhiều. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng Thái Ngân. Thưa quý vị, mỗi một ca khúc, một tác phẩm âm nhạc là sự gửi gắm nỗi niềm và những cái trăn trở, những cái cảm xúc của người nhạc sĩ với chủ đề tình yêu và nỗi nhớ. Có lẽ sẽ là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ nhắc đến một người nhạc sĩ mà mỗi một bài hát của ông đều là một cái câu chuyện khác nhau. Người nhạc sĩ này không đặt tên cho ca khúc của mình một cái tên riêng biệt nào, mà ông chọn đánh số cho những tác phẩm. Và đó cũng là một trong những nét đặc biệt của mình chúng tôi muốn nói đến, đó chính là nhạc sĩ Vũ Thành An. Và chúng tôi mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với hai ca khúc nổi tiếng của ông, bài không tên số 2 và bài không tên số 3. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện của Bích Ly. Chờ vơ để cho nhau lời nói.
thôi chỉ có mai sau. Chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc, bài không tên số 2 và bài không tên số 3 với phần thể hiện của Bitly. Thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo bình chọn cho Bitly. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Quá không phụ lòng, chương trình đã trao tặng cho em danh hiệu nữ hoàng diễn xuất trong phần đêm nay. Em đã thể hiện và tận dụng cái thế mạnh của mình. Và cuối cùng thì giám khảo Trác Thúy Miêu vừa hát theo, vừa đứng dậy vỗ tay. Xin mời chị nhận xét cho tiết mục này. Bigly, em khiến cho tôi bị hút hết
vào cái phần biểu diễn đó. Và khi bị hút vào đó, tôi càng nhận rõ và ý thức được sự cầu kỳ của bạn khi mà bạn đặt vào cái phần thể hiện của mình. Như một diễn viên thoại kịch, bạn tận dụng không thiếu một chi tiết nào trên trang phục, bạn phối hợp hoàn hảo với cái tia sáng tạo nên bố cục sân khấu. Bạn chiều chuộng cả hai cánh khán giả và san sẻ đồng đều sự tương tác cho ba giám khảo đối diện. Tất cả mọi thứ trau chuốt, tôi chỉ có biết đáp đền lại tiết mục đó bằng cách đứng lên trân trọng hoàn toàn tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu. Xin mời danh ca Ý Lan. Riêng cô nhìn thấy rõ hơn nữa khi mà con tiến đến rất là gần trước cái mặt bàn của ban giám khảo. Cô không nghe tiếng hát của con không, mà bắt đầu cô nhìn được ánh mắt của con, cô nghe được hơi thở của con. Con hát với tất cả tâm hồn của một người nghệ sĩ. Cô chúc mừng cho phần trình diễn của con, bởi vì con hát đẹp, con trình diễn đẹp, con mang được tất cả những tình cảm sâu sắc của bài hát để truyền tải đến cho tất cả mọi người nghe một cách ma mị. Cô tin rằng sau ngày hôm nay, sau chương trình Người Hát Tình Ca 2019, tất cả mọi người sẽ phải nhớ đến con. Cô yêu con vô cùng. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và một lần nữa xin chúc mừng Bích Liên ngày hôm nay. Em đã như là nữ hoàng của đêm nay, vô cùng lộng lẫy. Tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra em ngày còn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến. Trong lòng
đón em nhưng nào thấy sầu răng lên tím biết bao giờ cho quay. Mưa giông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu răng lên tím biết bao giờ cho mừng 6 thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình ở vòng đầu tiên với ca khúc Sầu Tím Thiệp Hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm của 3 vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với phần nhận xét của ban giám khảo thì Nguyên Khang sẽ gặp gỡ với lại ba chị Thắm và ba anh công tử Bạc Liêu đấy này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái rất dễ thương. Chào em. Dạ chào anh. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ em tên Sơn Ca. Sơn Ca, tên của một loài chim. Dạ. À em đến từ đâu, quê ở đâu? Dạ em ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh, công việc chính là anh là ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Sơn Ca, vâng thưa quý vị. Dạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chàng trai này. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên là Tùng Anh, hiện tại đang ở Sài Gòn và là ca sĩ tự do. Thưa quý vị, hai bạn này đến từ thành phố Hồ Chí Minh hết. Bây giờ chúng ta gặp cô gái thứ ba nè. À chào em. À, em tên gì, đến từ đâu? À, dạ em tên là Quý Trung và em đến từ miền Trung, quê em ở Phú Yên. Quý Trung đến từ miền Trung. Vậy em có nói được giọng Phú Yên không? Dạ được. Nói giọng nghe, giới thiệu cho mọi người nghe coi chơi coi. À, lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả ban giám khảo và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Giọng Phú Yên là nó phải giám khảo chứ đâu phải giám khảo. Dạ tại em ở trong này cũng lâu rồi. À cho nên em ở là... trong đây mới lâu dạ. rồi đúng không dạ, ạ? Vâng ạ? Rồi cảm ơn em. Bây giờ chúng ta qua cùng gặp gỡ chàng trai tiếp theo. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Em là Văn Hương ở Phú Quý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô gái này. Xin chào bà, tên gì và đến từ đâu? Em tên là Bích Ngọc. Em đến từ quê hương người con út của đồng bằng sông Cửu Long là Hậu Giang. Cô gái sông Hậu, à, rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai cuối cùng. Em tên gì, đến từ đâu? Em xin giới thiệu, em là Trần Thanh Phương. Nghệ danh đi hát của em là Phương Trần. Và em đến từ quê hương Đầm Dơi, Cà Mau. Anh rất thích Cà Mau bởi vì ở đây con cua nào con nấy nó mập lắm. Cua Cà Mau nó ngon khủng khiếp lắm em ơi. Dạ, dạ. Đúng rồi anh. Đúng chất hải sản của chị Lan đúng không? Khang ơi sao mà toàn là nghe Khang thích thức ăn không thích kia. Em thích ăn lắm chị. Ăn là một trong tứ khoái của cuộc đời em. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi bây giờ thì Nguyên Khang xin phép mời ba vị giám khảo. Chúng ta sẽ cùng nhận xét. Xin mời giám khảo Ý Lan. Qua bài hát Sầu Tím Thiệp Hồng, xin cho tôi được nói về Sơn Ca. Sơn Ca hát một cách rất là hồn nhiên và chân thật. Cô rất thích cái phần trình diễn của em. Dạ cảm ơn cô. Lê Tùng Anh hát nhạc dân ca mà vẫn có một cái gì đó nó khí khái và sang trọng của dòng nhạc dân ca. Cô cũng rất thích phần trình diễn của em. Quý Trung cảm ơn em. Em đến với dòng nhạc này và vẫn mang được cái hồn của dòng nhạc dân ca ở những giọng ngân của em mà cô nghe được. Tuy nó hơi ngắn, thế nhưng mà cô hy vọng rằng là chút nữa mà em còn đi vào cái vòng sau đó, âm thanh sẽ cho rõ hơn thì có lẽ là sẽ nghe được em nhiều hơn nữa. Văn Hương, tiếng hát vô cùng đặc biệt. Khi mà cô nghe, cô thích vô cùng. Và kế tiếp là Bích Ngọc, hát lên cái dòng nhạc quê hương mà ở đây cô nghe được tình cảm của quê hương. Như thế là cô đã thấy cưng thành công rồi. Tại vì trong cái tiếng hát của Bích Ngọc, khi Bích Ngọc cất lên hát, nó có sự mềm mại, cái luyến láy của dòng nhạc quê hương, nhưng nó vẫn có cái độ dày và độ sáng của một người hát tình ca. Cho nên cô rất thích cái tiếng hát của Bích Ngọc. Cảm ơn em. Phương Trần, một giọng rất là manly, nam, hay lắm. Thêm một chút cái tình cảm trong đó nữa thì sẽ lấy được lòng của mọi người nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Ý Lan. Xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng. Xin chào mọi người. Màn chào sân lần này rất là đồng đều. Làm cho anh cảm giác là không có biết là mình đang chấm như thế nào nữa. Cứ ngồi lắng nghe. Nhưng cái mặt dở của nó là để nghe được sự khác biệt
giữa giọng của những ca sĩ ở đây là một điều hơi khó. Cái chất giọng của chúng ta, cách xử lý của chúng ta, anh nghĩ nó cũng chưa có tạo lên cái nhiều nét riêng cho mỗi con người. Mà với ca sĩ thì anh nghĩ ngoài cái việc là giọng hát đẹp, tình cảm là phải có rồi, nhưng cái nét riêng nó cũng phải rất là quan trọng. Khi nghe cái giọng biết của ai, nó vô cùng quan trọng. Anh chỉ mong rằng là vòng sau, những ai đi tiếp được thì hãy đừng có đặt nặng cái việc đẹp nữa, bởi vì cái sự luyến lấy kỹ thuật các bạn thì rất là tốt rồi, nó sẽ đẹp tự nhiên rồi. Bây giờ mình hãy để mình là mình, để mình có cái riêng của mình hơn. Và anh xin cảm ơn mọi người rất nhiều, bởi vì anh không phải là ca sĩ hát dòng nhạc này, nhưng mà khi nghe bài hát này thì anh hiểu là tại sao dòng nhạc này lại có nhiều fan như vậy, vẫn được rất nhiều người yêu thích. Và chúc các bạn may mắn trong lần sau. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo của chúng ta. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ tổng kết số điểm lại, và chúng ta sẽ chia tay thí sinh có số điểm thấp nhất. Đèn ở khu vực nào tắt có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay với thí sinh đó. Và kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, như vậy là chúng ta rất tiếc sẽ phải chia tay với chàng trai đứng ở vị trí số 6, Phương Trần, với số điểm của bạn là 36 điểm. Cảm ơn Phương Trần rất là nhiều đã đến với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Và chúng tôi cũng xin được công bố số điểm của các bạn thí sinh trong đêm nay. Năm gương mặt của chúng ta sẽ tiếp tục bước đến vòng 2. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chủ đề quê hương. Tiếng ca xa vời hạt mưa, mình lửa hồng tươi.
quý vị một ca khúc dân ca quê hương rất vui tươi về dưới mái nhà với phần thể hiện của 5 thí sinh. Mặc dù là họ đến từ 5 địa danh khác nhau nhưng mà cuối cùng họ về chung với một mái nhà của người hát tình ca. Và ngay bây giờ xin mời 3 vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho các bạn. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả cùng với ba vị ban giám khảo. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng. Thực sự là một lần nữa, năm giọng hát rất là đồng đều. Vì thế thực sự rất là khó để mà nói rằng là ai hay ai dở, ai hơn ai, ai thua ai. Riêng với bài này, khi mà anh ngồi nghe thì anh lại chọn là không có nốt lại những cái lỗi của từng người mà anh sẽ nghe vào cảm xúc của mình. Với cái thông điệp của bài hát Hãy Về Dưới Mái Nhà, về bên bếp hồng để quay lại với lại gia đình của mình. Bản thân của anh là người Sài Gòn sinh ra lên ở đây và thực sự rất rất thiếu cái cảm giác được về quê. Và rất là thích mỗi lần được ai đó rủ về nhà Tết chẳng hạn, đi gói bánh chưng vân vân, cái cảm giác rất là đã. Và hôm nay anh sẽ ngồi nghe coi là ai là người hát lên mà anh cảm giác anh muốn quay về để anh ngồi cùng người đó dưới mái nhà. Thì đây là hoàn toàn cảm nhận rất cá nhân của anh. Đối với Nam thì Văn Hương. Đối với Hương. Nam thì Dũng muốn về nhà ai? Về Văn nhà Văn Hương. Muốn về nhà với Văn Hương. Văn Hương, em đã làm rất là tốt. Cảm giác thực sự là anh giác muốn về nhà. Còn với nữ thì anh xin phép được về với Bích Ngọc. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn. Vậy là ở nhà chuẩn bị bếp hồng đón khách đi cưng ha. Nhớ nấu luôn hai nồi bánh chưng nha tụi em. Người ta nói là về nhà là cái bếp hồng tươi nó chỉ là cái hơi ấm. Chỉ là cái niềm vui. Còn mình chị có ơi, suy diễn ra cái đồ ăn. Cuộc đời em còn sung sướng gì ngoài ăn đâu chị. Rồi em rước chị nhận xét phần tiếp theo. Với Miu nó chỉ là một thoáng mình lặng đi để mình phát hiện ra một điều là trong nhạc phẩm Về Dưới Mái Nhà, nếu chúng ta nghe từ thâm sâu cái tiếng dân nhạc của miền Nam mình á, nó vẫn còn cái âm hưởng, cái hồn phách của những cái dân tộc thiểu số miền Nam. Thì ở đây Về Dưới Mái Nhà, bất kể là người quê đâu, dân tộc nào, dưới cái mái nhà miền Nam trù phú của mình cũng cùng cất lên một giọng hát. Thiệt là Miu không còn phân biệt em mạnh em yếu. Khi nói đến tình yêu quê hương, cái tôi thả lỏng, tôi không còn phán xét cái gì. Cho phép tôi để lại cái nhận xét chuyên môn vào trong điểm số. Và chị nói ở đây là cảm ơn tụi em. Bữa tiệc đa sắc, đa màu, đa vùng, đa miền ở dưới cùng một mái nhà của người hát tình ca rất ngon tai, ngon miệng. Cảm ơn. Tình yêu mới hôm qua nghe lạnh lùng băng giá, ơi người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta nay phụ phàng xa vắng, thôi thì cuộc tình đau. Chiều nay ta bơ vơ trên cả dải hoàng vân, xót thương cho cô tình ta. Nhìn sóng gió mênh mang thương cho đời cay đắng, người ơi có biết hay chăng. Tình yêu ta như muôn vàn rất ta mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Mai tình ta
người chiếm lấy tiếng ca nay phù vào xa quá thôi thì cuộc tình đau chiều nay ta bơ vơ trên cánh vàng hoàn vắng xa thương cho cuộc tình tan người chiếm lấy tim ta nay phù phàn xa vắng người yêu hỡi có biết cho chăng tình yêu ta như muôn vàng sáng mơ mộng mây với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau hãy nói một lần thôi hãy đợi một lần thôi mãi mãi không bao giờ lìa xa tình yêu ta như lá vàng ngồi dưới nghe sáu giọng hát này, Nguyễn Khang có cảm nhận như mùa thu với sáu sắc màu lá vàng khác nhau, mỗi một người là một chất giọng tình ca kể câu chuyện của mình. Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo, chúng ta sẽ dành những điểm số dành cho sáu thí sinh. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả và ba vị giám khảo. Bây giờ đây Nguyễn Khang sẽ giao lưu với lại các người chơi của chúng ta. Đầu tiên sẽ bắt đầu ở vị trí số 1. Xin chào bạn. Xin chào. Bạn giới thiệu đôi nét về mình, bạn tên gì, công việc chính của bạn hiện nay đang làm gì? Xin chào Nguyễn Khang, xin chào ba vị giám khảo, xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Thái Vĩ, hiện tại công việc chính là diễn viên. Thường bạn là đóng vai chính diện hay phản diện? Thường thì lúc trước là đóng vai chính diện. Một thời gian sau thì cái nhân tố bên trong á, nó thể hiện bên ngoài thì mình đóng phản diện. Tức là một thời gian đầu mình còn ngơ ngác, ngây thơ. Thì mình được giao những cái vai chính diện. Đúng rồi. Sau một thời gian thì mình đã bộc lộ được cái bản chất của mình. Dạ. Hay quá. Thế không biết là ngoài cái khả năng diễn xuất thì bạn có cái năng khiếu nào khác không? Em có thể hát được một xíu nhạc rap. Rap, ok. Dạ, thế thì ngày hôm nay làm vài đoạn rap cho bà con nghe chơi coi. Mình sẽ hát một đoạn trong ca khúc Thu Cuối. Và có lẽ nào em vừa quên đi, có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Thu đến và đi như những gì đang sắp đặt, và trang giấy trắng không thể mở đi đường màu buồn của nắng. Ơi vui vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ viết tặng, và em nhẹ bước chân qua qua một ngào bao nhiêu cố gắng, có hay không cũng tim em ước được chừa như một khoảng rộng, biết lúc nào có thể lại được gặp em một lần nữa, là khi đó cảm nhận mùa hương tàn cánh hoa sữa, và anh yêu em thật nồng nàn như một đại lý đã muốn thuở yêu. Thank you. Dễ thương không các bạn? Cái này người ta gọi là đi thả thính cô gái là phải có một bài lận lừng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Nguyễn Khang. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp cô gái. Sao em giật bắn người vậy? Giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Mình tên là Phi Nga. Mình tham gia là về sân khấu kịch nhiều. Bây giờ thử nhìn camera diễn tả bằng ánh mắt một cái nét mặt hung dữ ha. Đứng đây diễn không được đâu mà áo dài diễn dữ không được. Trời ơi, nhìn ánh mắt thôi không có diễn. Nhìn ánh mắt, nhìn nhanh camera, nhìn ánh mắt triều mến. Nhìn triều mến thì nhìn được. Dạ hả? Nhìn triều mến được rồi. Ở đó đó là. Rồi bây giờ thì bên cạnh cái khả năng là diễn xuất á, thì mình có cái năng khiếu gì không? Có biết hát cải lương không? Cải lương thì biết hát. Biết luôn hả? Biết chứ. Đâu thử đoạn cho gia đình nghe chơi một cái coi. Anh hứa với em khi tụi mình nên duyên đến nào, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Dạ hết rồi. Trời ơi, hát cải lương ngọt quá.
ngọt như mía lùi luôn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã thấy là hai người, người thứ nhất, người thứ hai đều có cái năng khiếu riêng của mình đúng không ạ? Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta qua đến với Harry Potter. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi, Harry Potter. Dạ, em tên là Hoài Tân, em là diễn viên của nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy ạ. Trong nhóm mình là mình chuồn chuồn gì? Em là chuồn chuồn mập anh. Rồi, như vậy là trong nhóm cổ trang đó là thường hay hát về nhạc cổ trang đúng không? Diễn dạ, đúng cổ trang mà. Đúng không? Có cái năng khiếu gì có thể biểu diễn được không? À, nãy giờ thấy mấy anh chị hàng người thì hát rap, người thì hát cải lương. Giờ em không biết hát cái gì cho lại mấy anh chị. Thôi em hát lô tô nha. Em không có phải là hát lô tô chuyên nghiệp nên mọi người có sai sót gì mọi người bỏ qua cho em ạ. Dạ. Rồi. Thưa quý vị, sổ số kiến thiết lô tô người hát tình ca trân trọng giới thiệu một tài năng đang lên và sắp sáng. Dạ, mời em. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Số gì ra, số gì ra, số gì ra? Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì, cây lại có gai. Còn số 2, còn số 2. Cảm ơn em, rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta qua bên đây, anh thứ tư. Anh giới thiệu đôi nét về mình đi. Mình là Linh Tý, nghề nghiệp hiện tại là đang là diễn viên. Diễn viên đóng phim thể loại nào bạn? Dạ, thấy loại gì cũng có. Một là làm cho người ta cười thật là nhiều, hai là làm cho người ta khóc, đấm đá, hành động, rồi nhảy dây, búng thun các kiểu. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe thấy bạn hát, giọng của bạn nó giống một chút Jimmy Nguyễn. Dạ. Mà không biết là ngoài cái giọng hát giống Jimmy Nguyễn ra thì mình có giọng hát nào giống những người nào khác không? Duy Mạnh. Duy Mạnh hả? Dạ, thấy thử một phụ chút Duy Mạnh. Duy Mạnh ha. Giờ ta chẳng còn trí, mãi chẳng tay mà thôi, đời bằng giọng lắm phú phàng. Cảm ơn bạn. Cũng có chút Duy Mạnh ở trong đó. Yeah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ qua đây, em giới thiệu đôi nét về mình đi. Lần đầu tiên Tuyền Mập nói thì cho Tuyền Mập xin gửi lời chào đến ba vị giám khảo ạ. Và tất cả quý vị giám khảo ở trường quay ngày hôm nay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Chào anh Khang. Chào tự nhiên đứng đây rung quá. Ủa gì vậy? Sao gặp em rung? Dạ bình thường em gặp anh ở dưới em không rung, mà đứng kế sân khấu em cảm giác em rung đó với anh. Hôm nay em cất tiếng hát là ở dưới anh rụng rời con tim. Vậy hả? Ừ. Bây giờ nhân cái câu chuyện là ở đây ai cũng có một chút giới thiệu về mình đặc biệt, thì em có thể chia sẻ em có cái gì đặc biệt không? Cái này là một cái sở đoản của Tuyền thôi, là Tuyền có thể nhài được giọng bắt. Ủa thế à? Vâng, lần đầu tiên Tuyền Mập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Quý vị ơi, hãy ủng hộ cho 6 anh em chúng tôi nhá. Cảm ơn em, dễ thương quá. Bây giờ đây thì anh qua bên đây. Rồi đây, Hữu Tính. Hồi nãy em cắt tiếng hát là anh cũng rụng rời con tim. Giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, xin chào ba vị giám khảo, chào quý vị khán giả. Em tên là Hữu Tính, đây là trưởng nhóm kịch nhóm hài X-Pro. Chắc là quý vị yêu mến cái tiểu phẩm Bến Đường Hải thì là vẫn nhớ đến bạn đúng không ạ? Cái sở trường của em là về diễn hài đúng không? Và em có cái điều gì, có cái tài năng gì mà trước giờ em chưa hé lộ cho bà con thiên hạ biết không? Trước khi mà làm diễn viên thì trước đây em đam mê hát hò lắm, cho nên có học hát, học nhạc cụ, em chơi được nhạc cụ. Cái dòng nhạc sở trường của em là dòng nhạc nào? Dạ, sở trường thì em hát mấy cái bài dặn rốc nhẹ và những nhạc trẻ sơm sơm á. Em hát nhạc buồn, cái mặt em nó không có gắn vô cái bài được. Vậy bây giờ thử tặng cho mọi người một chút về cái rock của em được không? Thôi bây giờ em hát một câu dạng nhạc ả đào đó, cái bài Máy Đinh Làng Biển. Thiên nhà cùng tuế nguyện, bao lâu rồi, Máy Đinh xưa làng biển. Ơi, em đa tài lắm á, hát cũng hay, diễn hài cũng giỏi, làm MC cũng duyên dáng nè, anh cảm ơn em. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng qua phần nhận xét của các vị giám khảo. Đầu tiên Nguyên Khang xin trân trọng kính mời danh ca Ý Lan, xin mời cô nhận xét về 6 thí sinh này. Xin cảm ơn 6 tiếng hát của chương trình Người Hát Tình Ca ngày hôm nay. Trước tiên xin cho cô Ý Lan nói về Thái Vĩ nhé. Thái Vĩ khi cất tiếng hát lên thì cô nghe được cả một cái sự dày dặn ở trong tiếng hát của Thái Vĩ, rất là vang, rất là tốt. Ở trong một cái vóc dáng của Thái Vĩ, nó có đầy đủ những cái tố chất,
để mà cho một người đứng làm diễn viên hay là ca sĩ như thế rất là đẹp. Cảm ơn Thái Vĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay nhé. Cảm ơn cô. Phi Nga một cái cô gái mà rất là dễ thương. Cô nghĩ rằng là nếu mà đang bất chợt mà từ câu của Thái Vĩ hát xong rồi Nga được chuyển qua để hát câu cải lương là Nga trúng số 1. Cảm ơn Nga rất là nhiều đã đến với chương trình. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan đã nhận xét hai thí sinh đầu tiên. Bây giờ đây thì chúng tôi xin mời diễn viên Khải Như. Khải Như ơi, hôm nay là lần đầu tiên em ngồi trong vị trí của giám khảo khách mời của một đêm thi mà rất nhiều người bạn, có thể nói là có nhiều người là đồng nghiệp của em đúng không ạ? Có người nào mà em đã gặp ngoài đời mà em đóng chung chưa? Em cảm ơn anh Nguyên Khang. Đầu tiên thì cho phép Như được gửi lời cảm ơn đến chương trình Người Hát Tình Ca và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Rất là vinh hạnh khi mà mình được ngồi cùng với những thần tượng âm nhạc của mình. Và em lại cảm thấy rất là bất ngờ khi mà thấy những người đồng nghiệp của mình đứng trên sân khấu và hát. Và thật sự em là diễn viên, em sẽ chia sẻ. Diễn viên khi kêu diễn cỡ nào cũng không run mà cầm cái micro là run. Dù là hát hay, có phải không ạ? Có phải là các anh chị đang rất run không ạ? Cho một tràng pháo tay đi ạ. Thì cho phép em được nhận xét anh Tính và chị Tuyền. Anh Tính với chị Tuyền thì em có dịp được làm việc rất là nhiều. Anh Tính thì trời sinh rồi, ảnh có một cái giọng cao. Trên mái nhà, em hay gọi anh là mái nhà. Thì anh Tính khi mà hát bài này, em nghĩ đây là một bài không có khó với anh Tính. Em ngồi đây với tư cách là một khán giả, một người đồng nghiệp xem một cái anh chị đồng nghiệp của mình hát. Em thấy rất là thích. Em thấy các anh chị đang hòa mình vào cái giai điệu đó. Chị Tuyền thì thật sự chị Tuyền còn thể loại bolero nè, hát cải lương rất hay, mà nãy em chờ chị hát mà chị không có hát. Thì em mong là hai anh chị ơi, mình hiếm khi có dịp được hát lắm anh chị, nên anh chị đừng có rung nữa và tất cả mọi người đừng ai rung nữa. Các anh chị hãy cố gắng lên, tại vì có em sẽ bảo vệ các anh chị, cố lên. Em giống như là một mình em giải cứu toàn thế giới luôn á. Dạ, Như nhiều khi em tưởng em là Spiderman chẳng hạn vậy á. Cô gì siêu nhân trong vũ trụ Marvel đó, anh cứ nghĩ là sau này cô giải nghệ là em thay thế đó. Ủa, phải đợi giải nghệ hả anh? Hơi lâu, nhưng mà em sẽ chờ. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng cho hai thí sinh còn lại. Dũng thì nghĩ khác với Như chút xíu. Dũng là không có cảm nhận mọi người khớp nhiều. Dũng cảm nhận mọi người rất là thoải mái. Có thể là do mình làm chuyên nghiệp mà cái khớp của mình giấu đi hết mọi người không thấy. Nhưng mà cái trên hết, Dũng thấy mọi người là những người nghệ sĩ thật sự. Dù là mỗi người hát ngắn thôi, nhưng mà mình thấy được đằng sau đó người nghệ sĩ với cá tính rất là riêng. Đối với lại anh Linh Tý chẳng hạn đi, thì Dũng thấy được là anh làm chủ giọng hát của mình rất là tốt. Và anh có khả năng đúng là của người diễn viên khi hát á. Anh tạo cái cá tính nhân vật. Anh muốn nhân vật nào thì anh sẽ thổi cái hồn vô kiểu nhân vật đó. Và anh rất là tận hưởng. Vì thế là Dũng coi, Dũng thấy rất là vui. Còn với bé Chuồn Chuồn đúng không? Chuồn Chuồn Mập ơi, em rất là dễ thương. Lúc nãy em hát là anh cảm giác là anh bị cuốn theo. Thực sự là anh không có nghe em hát nhiều. Đó là nói thiệt, anh không có nghe để ý giọng hát của em nhiều. Anh bị cái tinh thần của em nó cuốn anh vào. Và anh cảm thấy rất là vui. Vì thế đối với lại trường hợp của hai thí sinh đó là Hoài Tân và Linh Tý thì Dũng thấy được cái người diễn viên ở trong đó rất là mạnh. Nhưng mà có hai người khác mà thực sự làm cho Dũng rất là bất ngờ. Đó là Tuyền Mập với lại Hữu Tính. Tuyền Mập ơi, từ đầu là anh thấy là khi mà đèn chưa có lên là em đã nhún rất là hăng say rồi. Chuẩn bị rất là sẵn sàng, không cần biết là sắp tới cái gì diễn ra, là mình cứ thế mình làm tới thôi đúng không? Không có sợ hãi gì hết. Điều bất ngờ nhất là em làm chủ giọng hát và lại rất là chững chạc trong cái giọng hát. Chứ không có tung tăng theo cái kiểu mà em nhảy qua nhảy lại hồi ban đầu mà nhìn thấy. Ở điểm anh rất là thích. Và cuối cùng là Hữu Tính, rõ ràng là em có cái kiểu rất là lạ của giọng hát rock. Anh chỉ nhắc chút xíu thôi, những người hát rock thì đôi khi khi mà kiểu ballad á, cái phần thấp của họ em sẽ hơi bị chênh vênh chút xíu, không có làm chủ lắm. Thì em để ý giùm anh chuyện đó và anh tin rằng là ở đây về giọng hát mà nói thì em là người chuyên nghiệp nhất. Lần nữa là cảm ơn tất cả 6 người chơi của hôm nay. Thưa quý vị, 6 người chơi của chúng ta đã đến với phần nhận xét của giám khảo trong phần thi của mình. Và bây giờ thì trên tay của Nguyên Khang là kết quả điểm số. Như chúng tôi đã chia sẻ, 5 thí sinh có điểm số cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng thi thứ 2, vòng hát nối. Và một thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ phải chia tay với chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chúng tôi. Đèn sáng các bạn sẽ đi tiếp, đèn tắt chúng ta sẽ chia tay nhau. Kết quả của chúng tôi chính là... Cô
vâng thưa quý vị, như là rất tiếc chúng ta phải chia tay Phi Nga ở đây khi mà đèn tắt và điểm số của Phi Nga là 33,4. Chúng tôi xin được đọc theo thứ tự từ thấp lên cao số điểm tiếp theo. Như vậy rất tiếc là chúng ta chia tay bạn ở đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, vẫn là đặc sản về hát nối. Nhưng lần này thì ban giám khảo sẽ có trên bàn, đó chính là những cái nút. Và nếu mà ban giám khảo của chúng ta thích thí sinh nào của chúng ta sẽ là người tiếp tục phần thi hát, sẽ bấm vào chiếc nút này để sáng đèn. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy dành một tráng tay để cổ vũ 5 thí sinh bước vào vòng 2 của Người Hát Tình Ca. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê một luôn có về có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đủ bao đêm trăng thanh các cầu sông vui bên anh. Dù em thời còn gái kiêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên hình em tôi tìm được lá siêu bông sao em đỡ vui lấy chồng. Bướm vàng đã đậu trái mù rồi chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng thanh tắt cầu sông vui bên anh. Dù em thời còn gái kiêu xa em đố ai tìm được lá diêu lá siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Siêu bông hơi siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Siêu bông hơi siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Lời ru đi đâu này? À, tôi đi đám cưới đợi. Ôi trời đất ơi, ai mà không biết ông thương đợi
duyên tình trắc trở. Hôm nay ông đến dự đám cưới của người xưa, gửi như mà không kìm được cảm xúc, ông quậy banh cái đám cưới người ta luôn rồi sao? Thì đám cưới đời, đời mời thì tôi đi thôi. Dù sao cũng là bạn học chung lớp mà. Chào mọi người, tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay để chúc phúc cho tôi cùng cô dâu mộng đời. Và để chứng tỏ tình yêu của mình, tôi xin được trao cho cô dâu chiếc nhẫn cưới. Nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khỏi sao em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi, chở em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ. Nếu không dang dở sao còn một lần tự lý, vòng nhẫn cưới đó em ơi ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Để ai vui rượu nồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Chúc mừng hai bạn. cảm ơn anh. Tôi có vài câu thơ tặng nhân ngày vui của hai bạn. Cảm ơn anh. Anh nghèo không có nhẫn kim cương, anh chỉ tặng em nhẫn cỏ thường. Nhẫn cỏ nghèo nàn anh biết lắm, nhưng đầy kỷ niệm tuổi yêu đương. Nào, mời em. Thơ hay, tôi cũng dành, mời. Bỏ đi. Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết
từ đây mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu có bằng khỏi sau em đến, anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mai chớ em về bên mộng sâu xa. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không dang dở còn một lần tự lý vọng nhận cưới đó em ơi. Ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi, đêm nay uống để ai vui, rượu nồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để ai vui, rượu nồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Cái ca khúc này, cái phần sau em hát là tốt hơn. Cái phần đầu chưa có dạt dào tình cảm, là cái trách thân phận của mình. Sơn, anh nghĩ như thế này, cái này cũng là một cái, anh nhắc nhở các em phải hát một cái ca khúc á, phải thấm liền. Khi mình hát cái bài hát là cảm xúc phải có liền lập tức. Cái giọng hát của em, cái cách hát của em dễ truyền cảm cho người nghe, nhưng mà anh muốn phải nhanh lên, phải liền lập tức nha. Cô hỏi con có yêu ai chưa? Dạ thưa cô, đã có ạ. Và đã thất tình chưa? Dạ con đã từng bị thất tình con. Nhưng mà cô nói em có cái giọng đúng giọng bolero và có diễn tả được cái xúc cảm trên gương mặt của mình. Mấy cái điều đó rất quan trọng. Em nghe cái bài này em muốn khóc luôn vậy đó. Tại vì em nhớ là kỷ niệm ngày xưa và cảm ơn anh rất là nhiều. Vòng nhẫn cưới của anh Ngọc Sơn đó là một cái hành trang đêm nào cũng hát. Hôm nay Nguyễn Ngọc Sơn hát càng ngày càng mềm mại hơn và tốt hơn nữa, nhưng mà hãy nhớ rằng phải thêm một chút xíu gọi em mềm hơn nữa. Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Hay quá. Nhưng mà dẫu sao thì Nguyễn Ngọc Sơn hôm nay cũng hát cũng mang chất đậm chất bolero tốt rồi nghe. Chúc mừng phần dự thi của em. Dạ, xin cảm ơn thầy. Đường đời dù không bằng phẳng, nhưng luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Và một trong những ngã đường ấy đã đưa Vinh Sử từ hai bàn tay trắng, nghèo sơ sát nghèo, đến một ngày vụt trở thành ông hoàng âm nhạc. Với những bài ca, những đĩa nhạc bán chạy bậc nhất, và đi cùng với đó là những cuộc vui bất tận, như để bù lại những năm tháng cực khổ đã qua. Chàng trai trẻ ngày nào ngượng ngùng kết nhẫn cỏ để trao cho người mình yêu, nay tiền bạc xong xên, liệu chàng có thay lòng? Chút tình xưa liệu có lúc nào làm rung động một trái tim tưởng đã chai đá? Vô. Dạ. Dạ. Vô. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Chầu này anh trả. Thiệt á, không hổ danh là nhạc sĩ Vinh Sử, xài tiền như nước. Sẵn sàng tiêu tốn cái chục lượng vàng chỉ để làm ông vua một đêm. Sẵn sàng
ở tất cả các nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Sài Thành này. Chú nói quá đúng. Ai, mình được thời, kiếm tiền dễ quá mà, xài đi, bung đi, cho người ta ngưỡng mộ mình, nể phục mình, quỳ mọp dưới chân mình. Bù cho những tháng ngày nghèo khổ, nhà của mình bị quăng như sọc rác, nhục lắm. Bị tổn thương á, rồi bị coi thường như vậy, cho nên á, anh mới có động lực sáng tác những tác phẩm hay như vậy, đúng không anh Sử? Sai bét. Muốn sáng tác hay á, là mình phải yêu nhiều, thất tình nhiều, mà phải yêu mấy cái người đẹp đẹp á. Đừng có điên mà yêu người xấu nghe chưa. Ủa sao kỳ vậy? Yêu người đẹp người ta mới dễ bỏ mình, mà người ta bỏ mình mới có nhiều cảm xúc viết nhạc. Hiểu không? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thôi, tính tiền. Dạ. Cho nói là mấy nay anh không thấy Hằng ở quán kìa. Cô Hằng có gì hôm nay đi chưa về ạ? Anh ơi, thôi mình đi đi anh. Dạ. Chết giờ. Không ra cái thể thống gì, tối ngày ăn chơi đàn đúm. Em buồn cái gì? Nè, anh hay nói cho em biết, dứt khoát không có được qua lại đàn đúm á, rồi yêu đương với thằng đó nghe chưa. Chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng trao nhau, cho cung đàn lỡ nhiều thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quầng sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thâu. Thôi xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu anh tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan, bèo mây trọn kiếp lang thang, cho cung buồn rơi vào đêm đen.
đẹp khi còn dáng dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng. Tôi biết yêu anh tình tôi dở dang. Cũng đành chấp nhận hợp tan bèo mây trọn kiếp lang thang cho cung buồn rơi vào đêm đen. Cũng đành chấp nhận hợp tan bèo mây trọn kiếp lang thang cho cung buồn rơi vào đêm đen. Qua cái dàn dựng này, Hằng với lại chàng trai diễn xuất rất là tự nhiên, rất là hay. Bài hòa âm này làm cho cái ca khúc nó thêm thăng hoa, mà Hằng hát cũng rất là tình cảm. Cảm ơn rất nhiều. Bài hát Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở của anh Vinh Sử, cô là được anh Thanh Vũ, là đàn em của ảnh hay là đàn anh của ảnh, cô cũng biết, tập cho cô đầu tiên. Bài hát này đó, cái đoạn giữa nó có ngã qua cải lương một chút, thành ra khi tập á, ảnh nói với cô Phương Dung là hát giọng nam, thành ra cô hát theo ý của hai người đó. Cái bài này đó em hát tròn bài thôi, cái chỗ mà thôi em phải nhõng nhẽo và than, và cái phần đó nó ngã qua vọng cổ một chút xíu. Thu Hằng về thử ráng tập hát giọng nam và hát cái khúc đó đó, mình chuyển qua mình hát có vẻ mùi hơn một chút xíu của bên cổ nhạc. Cảm ơn em. Có lẽ là em cũng hát khá tốt về dòng nhạc trữ tình và bolero, cho nên em cũng khá có nhiều kinh nghiệm về cái này. Nói chung là tôi chúc mừng Hằng hát cái bài này rất là tốt. Còn vấn đề là mình xử lý trong ca khúc, có nhiều khi chị Hương Lan á, chị rặc về cải lương ở khúc giữa, chị có thể đá qua cạnh một chút xíu về Nam Bộ đó, cho nó hay. Hoặc chính Ngọc Sơn cũng vậy, em cũng vậy, chị cũng vậy, mình cũng có máu miền Tây nữa, thì lâu lâu mình có thể đá qua. Nhưng mà có thể hát bài này trọn vẹn giọng Bắc cũng rất là tốt, cũng không có vấn đề gì. Hằng hát rất là tốt, chúc mừng em. Cái bài này đó, khi mà tôi với anh Thanh Vũ đó, bởi vì anh là ca sĩ, tôi được một cái bài thơ từ người bạn cho tôi. Rồi bữa nhậu ở nhà hàng Trinh Thế đó, rồi mình đem ra tôi nói bây giờ anh em mình làm bài này, thì nói chung là anh là ca sĩ, anh ca luôn, ghi âm luôn. Sau đó tôi mang cái bài đó về, tôi chỉnh lại này nọ xong. Tôi đó với anh Thanh Vũ là thích cái bài này, ca giọng Nam Bộ nó hay, bởi vì đã ăn cắp của bên cổ nhạc. Đó, bản ngắn nào đó tôi quên rồi. Ý anh Thanh Vũ cũng muốn là ca Nam Bộ, nó mới xúc tích được cái giọng ca Nam Bộ. Nhân đây thì cho phép Trinh xin được hỏi nhạc sĩ là, nhạc sĩ có chia sẻ là mình đã trải qua cũng một vài mối tình. Vậy thì không biết là trong những mối tình đó, mối tình nào là đẹp nhất à? Tình nào cũng đẹp hết. Và người vợ nào tôi lấy cũng đều là vợ thứ nhất. Tại vì tôi không có lường gạt ai đó. Bởi vì tôi đâu có bỏ cái tình đó, tại người ta bỏ tôi, thì tôi đi lấy người khác vẫn là tình đầu tiên đối với tôi. Xin cảm ơn nhạc sĩ và những chia sẻ vừa rồi của ban giám khảo rất nhiều ạ. Ủa mẹ. Thôi mẹ mới về. Con. Mẹ. Con đi Mỹ cả tháng nay, nhà cửa trống trải quá. Dạ, thì con cũng về với mẹ rồi nè. Thế con có qua thăm được mụ ba của con không? Dạ có. Có hai người cháu ruột của ba dẫn con ra, cho nên là con cũng thay mẹ thắp được nén nhang cho ba. À, con có chụp tấm hình mộ ba này mẹ. Hãy
anh có biết tại sao anh lại thành công trong nghệ thuật không? Nhờ em. Không. Đó là nhờ vào tâm hồn của anh. Nhờ những cánh bướm, những đóa hoa, những làn mây, những dải núi xanh anh ạ. Là nhờ mối tình của em dành cho anh đó. Không có anh, em không yêu nghệ thuật. Không có nghệ thuật, em không yêu anh. Mối tình của chúng ta đẹp như một bản nhạc, nhưng xót xa thay, đó lại là một mối tình bất hạnh. Tiếng hò sao xuyên trăng đầu vênh, nhạc rừng nghe buồn mông mênh. Và ngàn tia lửa ấm chơi với dưới trăng êm đêm. Ai nhớ trăng ai, ai nhớ trăng những ngày giao cháo với dưa cà. Nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu, lòng như chan hòa. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu. Nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu sau mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào mưa rớt trên sông dài. Trên dòng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai. Trời buồn khóc dung duyên ai, giọt lệ tuôn ngăn dài. Nhớ vô vàn, nhớ muôn ngàn. Ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên. Quên quên sau bao nhiêu phút xa xưa êm đềm. Dừng chân trên bến tâm hồn. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều vương vấn mái tranh nghèo. Có bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương. Nợ đời uốn cong đôi vai, xương đớn đau trăm đường. Không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Thank you.
nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là mối tình đầu của tôi. Đối với tôi, những tác phẩm âm nhạc của anh, nhất là những ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, tôi luôn trân trọng và cảm thấy nó đẹp đẽ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, nếu còn điều gì chưa yên, có lẽ là những tác phẩm của tình yêu đầu đời của tôi chưa được phép sử dụng rộng rãi. Khói chiều vương vấn mái tranh nghiêng, có bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương, nợ đời uốn cong đôi vai, xương đớn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng Trước hết, có một điểm son khen em. Mặc dù cái tuổi đời còn rất trẻ và đứng trên sân khấu thời gian không lâu, nhưng mà cái bản lãnh khi quên bài hát mà lướt qua được, quá hay, quá hay, quá xuất sắc. Cô trừ em một chút, ai nhớ chăng ai em hát rất truyền cảm. Cô ngồi mà muốn khóc. Diễn xuất hay, đối thoại tự nhiên. Một điểm son rất lớn từ cô Phương Dung. Trân trọng với cô. Một cái bài hát mà xưa ơi là xưa, mà được một người ca sĩ trẻ như thế này, thời đại này, hát như thế, tôi cho là tuyệt vời quá. Rất là thấm, mà cũng đúng như chị Phương Dung nói, đầy bản lĩnh để mà bình tĩnh lại, để mà hát cho tròn. Và hát rất cảm xúc, càng hát càng cảm xúc. Không biết nói gì hơn là tuyệt vời với một người ca sĩ trẻ. Khi mà cô nghe em hát thì cô cũng rất cảm xúc. Khi mình nghe cái bài hát là mình nghe từng lời, từng chữ, mình hiểu nó, cái rõ lời và cộng theo cái tình cảm mình vô nữa thì không còn cái gì bằng. Bài hát này nghe rất cảm động, mà nhất là từng lời, từng chữ một mà Hòa My với là anh Thái Châu hai người cứ tấm tắc, trời ơi, tại sao chú Thơ viết những cái lời hay quá vậy? Tại sao? Là vì em hát rõ lời. Một lần nữa Hòa My nhớ ơn chú Thơ và một người thầy đã dẫn dắt Hòa My trên con đường nghệ thuật. Và Hòa My rất là ngưỡng mộ chú Thơ, là một người tài mà có thể làm được nhiều lĩnh vực, vừa điện ảnh, vừa ca hát, vừa kịch nghệ, đủ thứ. Thì một cái đại nhạc hội rất lớn, có Ngọc Cẩm, Nguyễn Tuyết, có Phương Dung hát, chương trình đó không có lời mà lỗ. Và anh Thơ dù đã có trả tiền cho Phương Dung rồi, nhưng mà chị Thúy Nga không biết. Chỉ là một lần nữa cho một người đến nhà đưa bao thơ. Thì Phương Dung với má Phương Dung nó, ủa sao kỳ vậy? Thôi mình tới nhà mình trả lại đi con. Thì lúc bấy giờ là ảnh mướn một căn nhà đằng sau rạp văn hoa của Tân Định. Thì hai má con Phương Dung nói, cô Thúy Nga, thù lao của Phương Dung lãnh rồi.
Cổ mới ngồi, cổ nói, con nói thiệt với bác, từ sáng giờ nhà con chưa có đi chợ. Cái tiền này con cảm ơn, để con đưa chị người làm đi chợ nấu cơm, để lát anh Thơ về ăn. Con không có biết, tự vì ảnh chương trình này lỗ nhiều quá, ảnh không có nhớ. Anh Thơ làm cái gì đó là đến nơi đến chốn, dù tốn tiền nhưng mà phải đẹp, phải hay. Đó là bản chất của một nhà tổ chức rất yêu nghệ thuật. Ê nè, em bắn đây nè, bắn đây nè. Bắn kìa. Đó, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Nhớ lên, nhớ lên. Ôi, những trái bài ngọt như đường. Ủa, mấy anh mới tới chơi hả? Ủa Sâm, Sâm mới đi đâu về hả? Để anh em tôi đợi Sâm cả buổi à. Ê, nè, ai chờ thì đón người đó, chứ sao mà lo anh em cho được. Nè, nghe phân tích nè, Sâm là cháu của tôi, gọi tôi bằng chú, xưng là cháu, thì phải gọi các trò bằng chú, xưng cháu luôn. Các cháu á, muốn tâm sự thì tâm sự, các chú đợi ngoài nha. Đi. Đi thiệt á. Chắc là Sâm ở chợ mới về hả? Có chừng thấy chưa nói mà. Em mới đi chợ về mua ít trầu cao cho cha. À, miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng mà sự tích trầu cao lại đau buồn quá. Chuyện tình đau buồn thì thời nào cũng có, nhưng chỉ khác ở chỗ là cách cư xử của người ở trong cuộc mà thôi. Tôi sẽ cất giữ bông hoa này đến khi nó phai tàn. À Sâm. Dạ. Tôi muốn biết là với bông hoa này, Sâm yêu tôi hay là yêu đàn? Hết giờ. Rồi, đi. Tụi tôi đợi nãy giờ đó, đi. Nói chuyện lâu quá, đi. Sâm ơi Sâm, tôi bỏ quên. Ít lâu sau, tôi nhận được tin là Sâm đã lấy chồng, và người đó chính là anh trai ruột của tôi. Sự tích trầu cao, hai anh em ruột cùng yêu chung một người, tưởng đâu chỉ có trong cổ tích. Vì không muốn làm tình địch của anh trai mình, tôi đã bỏ nhà vào miền Nam và đi hát sông từ đó.
Hôm xưa tôi đến nhà em, xa về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó, nhưng em đâu rồi? Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tan, đem về say đắm. Chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được tin nhà Sâm đột ngột qua đời ở quê nhà. Anh nói sao? Sâm, chị dâu tôi. Phải, Sâm mất do bệnh thương hàn. Một ca khúc mà có một giám khảo hát rất rất là thành công, cũng cười tươi lắm nha. Yeah. Nên là để xem coi là
vị giám khảo chúng ta sẽ nhận xét về phần trình diễn này như thế nào. Xin mời danh ca Thái Châu. Cảm ơn cái phần trình diễn của em. Em hát rất là tốt, rất là dạt dào tình cảm. Anh thấy như thế này nè, đã có cây đàn, mình phải có diễn với cây đàn. Yêu tôi hay yêu đàn, phải nhìn cái đàn đi. Với lại khi mà anh hát bài hát này, anh cũng hát. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó. Mà em đâu rồi? Cái chữ mà đó, nó thân thiết hơn. Cảm thấy nó gần gũi hơn. Cái câu chữ nhưng em đâu rồi? Thấy diễn nhân không gần gũi lắm. Ý của anh thì anh cũng hỏi bố. Khi mà hát cái chỗ đó thì bố đồng ý là mà em đâu rồi? Cho nó tình tứ hơn, nó gần gũi hơn. Thì nữa sao mà Luân có dịp hát cho khán giả nghe ở ngoài sân khấu. Thì hát chữ mà, thấy nó gần gũi lắm. Mong rằng Luân và các ca sĩ sau, khi mà em kể chuyện thì em coi đây là một câu chuyện của em. Có thể là chị yêu cầu rất cao, nhưng mà chị thấy ước gì em coi cây đàn đó là một người tình của em đã ra đi. Hy vọng rằng là em sẽ ngắm nhạc Phạm Duy và coi những cái bài hát này giống như một câu chuyện kể của mình, hát tình hơn nữa. Cảm ơn em. Nhạc sĩ Phạm Duy, ông có nhiều tình khúc mà trong đó cô Phương Dung có thâu và nhạc sĩ Phạm Duy cũng rất thích. Đó là bài Đố Ai và bài Thuyền Viễn Xứ. Bài hát này Luân hát rất là tốt, tốt lắm. Bài hát này hợp với Luân. Phần dàn dựng và hòa âm hay. Từ lúc nhỏ thì thông qua bố mẹ của Hồng Hạnh, thì bố mẹ của Hồng Hạnh đã hát rất là nhiều bài của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cho đến sau năm 2000 thì được tin là nhạc sĩ về Việt Nam và sẽ có những cái đêm nhạc. Đêm nhạc đầu tiên mang chủ đề Ngày Trở Về. Hồng Hạnh được bác Phạm Duy chọn cho hát bài đó, bài chủ đề. Đó là một vinh dự rất là lớn. Lúc nhỏ nghe được bài hát của bác thông qua bố mẹ, những cái bài như là Vợ Chồng Quê. Tới khi mà hát được bài Ngày Trở Về trong cái đêm nhạc đó, thì cái năm đó là bố Hạnh lại mất rồi. Cho nên là bố không có được đi xem cái chương trình của bác Phạm Duy. Ước gì bác Phạm Duy về sớm hơn nữa. Thì bố mẹ gặp được bác Phạm Duy rồi. Bước chân của người nghệ sĩ đã đưa Phạm Duy tới mọi nẻo đường đất nước. Tất cả những gì chàng thanh niên ấy trải qua, những người đã gặp, những câu chuyện đã xảy ra trên con đường giang hồ, sau này đều trở thành cảm hứng để những tác phẩm từ nhỏ tới lớn ra đời. Và cũng tới lúc Phạm Duy gặp cuộc tình định mệnh của mình, gặp người con gái sau này đã trở thành người đồng hành cùng ông trong suốt cuộc đời. Đó là ca sĩ Thái Hằng. Mối tình của họ đã đi vào hàng loạt ca khúc mà Phạm Duy đã sáng tác xưng tụng nhan sắc ấy. Bài hát Tỏ Tình cũng là bài hát an ủi vỗ về người đẹp, nguôi ngoai nỗi đau quá khứ để đến với chàng nghệ sĩ đang khao khát một mái ấm, một chốn dừng chân sau bao ngày bôn ba muôn nẻo. Em yêu câu hát buồn, lả lướt trong màn trăng, yêu trời thanh vắng, đón đưa em tới chàng. Lòng em còn chơi vơi, tình em chưa tàn, xin đừng nhạt phai. Và mối tình huyền thoại đã ra đời như thế. Mấy cái việc lặt vặt như này anh cứ để cho mấy chị em con gái tụi em làm, cần gì phải động tay. Có mấy cái chén à, anh làm xong rồi nè. Mà nghĩ lại, nhớ lại những ngày tháng lông bông, nay thì được sống và hoạt động nghệ thuật cùng với gia đình của em, anh thấy mình không còn là một người xa lạ nữa. Không khí gia đình bình dị, ấm áp đến lạ thường. Nữa
nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều. Hàng cây chút lá nghĩa trang điều hiu. Đi hát rong, phiêu bạt khắp nơi mà anh không vướng một tật xấu nào. Rượu chè không, thuốc phiện không, nghĩ cũng lạ. Nè, anh có một tật xấu duy nhất thôi, là mê người đẹp, không bao giờ bỏ được. Đối với anh có ba điều là quan trọng nhất, đó là tình yêu, sự đau khổ và cái chết. Nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh. Phút đêm rồi tan tành như trăng thành. Nước mắt. Thằng, sao lúc nào trong em cũng có một vẻ buồn. Người em thì lúc nào cũng hiền lành, dễ thương, vậy mà keo kiệt một nụ cười. Còn anh thì lúc nào cũng lém lỉnh, không thể nào khiến người khác im lặng mãi được. Nếu như em không im lặng thì em cứ tiếp tục nói đi. Em phải nói thật nhiều, nói cho dời bớt đi những nỗi đau trong lòng của em. Hằng, em nói hết tất cả với anh được. Em hãy nói hết đi Hằng, để giải thoát đi những ký ức oan nghiệt trong em. Em đã từng đính hôn với một người, anh ấy là bạn của anh họ em. Ngoài tình yêu đối với một người tình, thì hai người đó trong mắt em là hình mẫu lý tưởng của thời đại. Vậy mà chỉ trong mấy ngày, hai người họ đã ra đi vĩnh viễn. Trong suốt một năm sau ngày chôn cất, hàng tuần, ngày nào em cũng mang hoa đến mộ và ngồi khóc. Anh hiểu rồi. Anh đã hiểu tại sao em luôn xây cho mình một bức tường thật vững chắc và từ chối mọi sự vui của cuộc đời. Chút lá nghĩa trang điều hiu. Từng chiếc lệ khô vàng héo, buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo. Tên người đời quên, nước mắt mùa thu khóc than triền miên. Nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa chơi với tiếng mưa buồn rơi. Người xây ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài trinh. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình.
mùa thu khám cho hạnh phúc mong manh vụt đêm rồi tan tành như chẳng thành nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh rồi người xa người tôi xa tôi nước mắt mùa thu khóc than một mình một đời ca sĩ hát trong buồn tênh dòng ca buồn bã vào trong đời uống thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài trời ơi nước mắt mùa thu khóc thân phận khi anh ấy qua đời. Em đã đọc được trong nhật ký của anh ấy có những câu nói vừa gở vừa thiêng. Nếu như anh chết em phải lấy chồng và cố tìm một người giống như anh ấy. Anh ấy là người như thế nào? Anh muốn biết để coi anh được điểm nào giống anh ấy. Anh ấy cận thị, cũng dong dỏng cao. Anh cũng cận thị, người cũng cao ráo. Anh ấy biệt danh là Tử Kỳ, còn anh thì là Bá Nha. Anh ấy sinh ngày 10 tháng 5 năm 1921. Anh cũng sinh vào ngày 5 tháng 10 năm 1921. Vậy là y chang nhau rồi. Vậy thì anh có đủ tiêu chuẩn là một vị hôn phu mới của em chưa? Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu, dù người qua chốn thương đau, cho là nước mắt chìm sâu. Còn đó còn thương
còn nhớ hoài. Trời ơi, nước mắt mùa thu Thu Hằng đã làm cho cô từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, có sự xúc động trong đó. Đây là một bài kinh điển của danh ca Lệ Thu. Nhưng mà nếu nói về cái khoảng đường đứng trên sân khấu của danh ca Lệ Thu và so với cái thời gian ngắn của Thu Hằng, em quá xuất sắc. Cô không thể tưởng tượng được lúc nào em cũng làm cho cô Phương Dung thích thú, xúc động, lôi cuốn cô theo từng lời hát của em. Khi mà em hát xong đó, em có nghe những cái tràng vỗ tay của khán giả không? Có dài không? Chắc là em cũng cảm nhận được. Khán giả đã đồng ý cái sự hay của em, sự xuất sắc của em, mới thưởng cho em một cái tràng vỗ tay rất là dài. Đó là cái câu trả lời. Em cảm ơn khán giả đi. Bài này không khéo, người ca sĩ sẽ có một cái cách hát quỷ mị, thê lương. Nhưng mà Thu Hằng không làm cái điều này. Cảm xúc chừng mực vừa phải, để rồi có những cái đoạn nói về hạnh phúc như thế nào, đẹp đẽ hạnh phúc ra sao, làm cho cô Phương Dung hài lòng và riêng cá nhân anh cũng nghe cảm xúc rất là hài lòng. Anh ngồi ở đây, anh là một khán giả, anh chỉ biết Thu Hằng, ca sĩ Thu Hằng đang hát. Tôi là khán giả mua vé vào xem và câu trả lời của tôi hôm nay hài lòng. Chị ngồi thì chị để ý cái phần hát rồi. Nhắm mắt lại nghe, chị thấy là em có triển vọng diễn xuất được luôn. Nãy giờ cái bài hát nó buồn rồi, bây giờ chị sẽ kể một cái chút xíu, cái chi tiết nhỏ mà nó vui. Thì ngày trước có một cái câu chuyện mà bố mẹ kể lại, lúc mà mẹ chị còn chưa có gặp ba chị, cái thời mà còn con gái á, ở ngoài Huế, thì mẹ chị là người đẹp nhất ở Đập Đá. Thì có một hôm là bác Phạm Duy, một chàng trai trẻ, cũng đến cưa cẩm mẹ chị giống vậy. Mẹ chị kể thì khi mà đi đến đó thấy cái đàn hay quá, ngồi cũng đàn lưng tưng ở cái nhà mát nhà ông ngoại chàng trai Phạm Duy á, đàn xong rồi cái luôn tiện ký tên Phạm Duy ngay đó luôn. Thì lúc đó là ông ngoại của chị ổng rất là khó và canh con gái dữ lắm, nên là ổng mới lấy cái roi cá đuối á, ông rưa con Phạm Duy chạy. Đó là một cái kỷ niệm mà má chị kể. Đó. Cái câu chuyện hôm nay dàn dựng rất dễ thương, diễn rất là tốt. Thì chị cảm thấy là em là một cái lớp kế thừa tuyệt vời. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn câu chuyện rất là thú vị và dễ thương từ ca sĩ Hồng Hạnh. Kìa em, sao vậy? Thôi mà, em nín đi. Em khóc suốt một tuần rồi đó. Hả? Em khóc suốt cả tuần nay rồi mà có giữ được chân anh đâu. Anh à, anh đừng đi, có được không? Anh xin em luôn đó hả? Em đừng có làm như vậy nữa được không? Em có biết là những giọt nước mắt của em làm anh xót như thế nào không? Chuyện đi hay ở, anh đã phải suy nghĩ rất rất là nhiều mới dám đưa ra quyết định. Nếu mà em thương anh, em hãy ủng hộ quyết định của anh, được không em? Không lẽ duyên của mình chỉ đến đây thôi sao anh? Em nhìn viễn cảnh tương lai phía trước của hai đứa cứ như một cơn gió thoảng qua anh ạ. Em à, em nghe anh nói nè. Anh đi Anh đi không hẹn ngày về. Em hiểu điều đó lâu rồi, có gì đâu mà anh phải ngập ngừng.
Nhưng mà lần này anh vào Nam là anh quyết tâm theo học đàn dĩ cầm. Thần tài chí lớn, em hiểu cho anh nha. Anh đi cũng chỉ vì đam mê thôi. Nhà em, em yêu và trân trọng tài năng của anh. Trời phú cho anh năng khiếu thi ca, anh theo nghiệp đàn ca cũng phải. Thôi thì trước khi anh đi, hứa với em một điều được không anh? Hứa với em là anh sẽ trở về, được không anh? Hứa với em đi anh Trọng. Anh Trọng, hứa với em đi. Em à, hứa với em đi anh. Hứa với em rằng anh sẽ trở về đi anh. Anh không tiếc gì với em một lời hứa hết. Nhưng mà em phải hiểu, một lời hứa nói ra, cho dù là có yêu thương ngập tràn đó, nhưng thì sao chứ, nó cũng chỉ là một cái sợi dây trói chặt người con gái anh yêu thôi. Anh lúc nào cũng mong muốn trở về với em. Nhưng mà anh không muốn em phải sống trong chờ đợi, vì đợi chờ sẽ giết chết tuổi thanh xuân. Nhà em, anh Trọng, anh Trọng ơi. Ủa, Hằng, Hằng, em làm cái gì vậy? Anh Trọng, em đi tìm anh Trọng. Tàu chạy mất rồi em à. Anh ấy đi mà không hẹn ngày về. Anh hiểu, Trọng có yêu em thật lòng mới không muốn hứa hẹn gì với em. Anh ấy muốn em sống cho bản thân mình, đừng phí hoài những ngày tháng đợi chờ nữa em à. Mong là một ngày yên bình, bọn em sẽ được ở bên cạnh nhau. À, mà sao anh lại ở đây? À, anh đợi chuyến tàu kế tiếp, anh đi lập nghiệp. Định đó là sẽ xa nhà thời gian. Lại đến lượt anh đi nữa hả? Ừ, thân làm trai, mỗi người một chí hướng chứ. Thế anh ở đây, mẹ với cả chị Châu đâu? Có ai tiễn anh không? Anh trốn đi, anh sợ tới giờ tiễn biệt, những giọt nước mắt yếu đuối, những ánh mắt dõi theo chuyến tàu rời bến, tất cả sẽ làm anh yếu lòng mà chùng bước em à. Vào đời một chiều nhẹ mưa mây thành ô buồn giăng lối pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi. Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây, cánh buông theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành, tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cay,
lần áo đẹp màu trinh nhân. Tôi anh đôi bàn đường ta diêu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao. Tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau, gãy thêm nhịp cầu. Không gian tùy bao la mà đầy trời mây, tâm tư khi duyên không tròn, tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy, thế mà đời mình chỉ như bóng mây. Vọng nẹo về ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẹo tìm bóng ngã chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn khi vào thơ, kiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm, bên hoang im lìm. Thôi, em đừng có buồn nữa. Anh tin đó là Trọng cũng giống như anh, tuy là đi có xa đó, nhưng mà sẽ mãi nhớ về những ký ức của tụi mình. Anh vừa là bạn, vừa là người anh trai của em. Anh đi xa thế này, em chỉ biết cầu chúc cho anh sẽ thành công. Chứ thật ra trong lòng em buồn và trống trải lắm. Mai mà có em, nếu không anh sẽ thui thủi ở cái sân ga này một mình, không người đưa tiễn. Không biết anh không cho người nhà ra đưa tiễn là đúng hay sai nữa. Tự nhiên tới giờ lên đường, anh thèm được có mẹ, có Châu ở đây. Chắc chắn là sẽ ấm áp hơn cái cảm giác cô độc này. Thôi anh đi, em giữ sức khỏe nha. Anh đi mạnh khỏe nha, nhớ viết thư cho mọi người. Anh đi nha anh. Chiến, anh Chiến. Mẹ, em. Đầy trời mây, tâm tư khi duyên không tròn, tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy, thế mà đời mình chỉ như bóng. Vòng nẻo về
ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không neo tìm, bóng ngả chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bến tiên đoàn tàu trong đêm bên hoa. Bài hát Hai kỷ niệm một chuyến đi, cô Phương Dung đã thu vào đĩa nhựa của hãng đĩa Việt Nam. Thì khi mà cô được cái bài hát này đó giao đến để thu đĩa thì cô rất là sợ. Tại vì nhạc sĩ Tuấn Khanh là một cái tên lớn và đồng thời anh cũng là một ca sĩ tên là Trần Ngọc. Hai kỷ niệm một chuyến đi, Thu Hằng hát em hay lơi đó, em phải xuống cho đúng cái khuôn của nó. Cái hòa âm họ có thể họ đổi hay hơn, nhưng mà mình phải giữ cái cốt lõi của nó. Cô hiểu em muốn làm mới, nhưng mà đừng có đi xa quá với cái khuôn khổ và cái ý của người tác giả. Chứ cái giọng của Hằng thì hát cái dòng nhạc này có thể nói là rất hợp. Và em hát em trang trải cái nội tâm của người tác giả viết trong Hai kỷ niệm một chuyến đi này. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng ạ. Ý của chị Dung đó là muốn Hằng, nhất là cái đoạn điệp khúc, tác giả viết cái nhịp em hát, nó có em hát lại cái điệp khúc đi, hát sơ sơ có những cái nhịp mà em phải hát đúng, lần sau em hát rất đúng. Lối đi hôm nay đó, à, lối đi hôm nay có giật đúng là lối hẹn chăn đây. Đó mới là ý của tác giả, người ta viết cái nhịp đó như thế thì mong em hát nó đúng cái chỗ này. Dạ, cái đó là cái độc chiêu của người ta mà, cái đoạn đó mà nhạc sĩ hòa âm và người ca sĩ phải quyện với nhau. Dạ. Phải hợp với nhau, chỗ đó là nổi bật cái điệp khúc và cái ý tưởng của tác giả muốn nói lên cái chỗ đó, muốn làm đặc biệt cái nhịp ở chỗ đó. Còn cái tình cảm của em hát vẫn tốt, vẫn dạt dào như thường. Anh biết quá nhiều về chú Tuấn Khanh. Hôm nay mình được ngồi mình xem lại cái đoạn đời của chú từ trẻ đó thì rất là cảm động và thấy thời gian dựng rất là hay. Nó làm cho nó kết nối vào bài hát, cũng làm tăng thêm tình cảm bài hát. Hằng hát rất là tình cảm, có một cái sự vững chãi trong cái giọng hát của mình để mình chuyển tải về cái nội tâm trong bài hát. Ông Tuấn Khanh, ông không có viết được nhiều bài vibrato, ông viết rất là ít, chỉ có vài bài thôi. Nhưng mà bài nào đích đáng bài đó thì mình khi mình hát, mình đi lạc cái khuôn nhịp của ông chút xíu thì mọi người đều nghe không có đã. Tuy nhiên cái dàn dựng thì hay lắm và anh vẫn thích tiết mục của em trong hôm nay rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Chú Tuấn Khanh thì hồi xưa thì làm việc chung, cùng làm chung về âm nhạc đó, thì chú cũng có một cái trung tâm ban nhạc. Thì trong lúc làm việc thì cũng có buôn bán trao đổi với nhau. Chú Tuấn Khanh, chú là một người rất là hài hước, chú thích hài hước mà chú lại rất là ủy mị. Có nghĩa là chú mềm lắm, chú mềm và cái giọng của chú là cái giọng dịu ngọt, giọng cái giọng người Bắc Hà Nội mà sang cả. Chú nói chuyện nó như rót vô lỗ tai mình, nhưng mà chú lại rất hài hước. Mà cái hài hước nhẹ nhẹ đó làm cho mình vui lắm. Trên đời này chắc có một người mà trong gia đình nói là có một người dám ngồi chọc ổng thôi, đó là anh đó, là chọc chú đó, tại vì chú lớn tuổi rồi, nhiều khi người ta vị nể chú, người ta không ai dám đùa giỡn hết đó. Còn có anh vô ngồi đùa giỡn thì chú lại thích. Cái giọng của anh Khanh á, ngọt lắm, giọng Bắc mà ngọt, thì anh có chọc, tại biết tánh anh Khanh là rất hài hước, anh có chọc, sao mà anh nói im quá, rằng tôi lấy giá rẻ phải không? Không có lấy giá cao khỏe không? Ông cười, ông nói mày đón trúng tim đen của tao. Khi mà anh nhìn Hằng hát mà Hằng nói cái giọng Bắc á, thì anh lại nhớ tới cô chú là một cặp rất là hạnh phúc cho đến giờ này. Và cái giọng của cô cũng là người Bắc, và cô cũng ngọt ngào như vậy, và nhẹ nhẹ nhàng nhàng, thanh thanh thoát thoát. Họ rất là hạnh phúc với nhau và kêu là cuộc tình thanh thoát lắm. Có nghĩa là mình nhìn nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình cảm giác dễ chịu lắm. Xin được cảm ơn anh Trình Tố Lưu cũng như là ban giám khảo rất nhiều. Từng bước thân
Khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn lắng câm, đi trong chiều mưa hoa, đời biết ai thương mình. Cô Quyền hát hay lắm. Thật quý báu cho chị em tôi. Yêu nhạc Y Vân từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt nhạc sĩ giữa đời thực. Dạ, nhạc sĩ, anh biết không, chị của em rất là đam mê nhạc của anh luôn. Bao nhiêu tiền của cha mẹ gửi lên Sài Gòn để đi học văn khoa mà chị chỉ dành để học tay băng cầm. Suốt ngày, đó, chị chỉ ôm cái đàn đó, hát nhạc của Y Vân. Có được những người yêu mến dòng nhạc của mình thì còn gì bằng nữa. À, nhạc sĩ nhìn đi, đây là những cuốn sổ được kẻ khung ngay ngắn thẳng hàng, chỉ đi dành chép nhạc của Y Vân mà thôi đó. Trên bước đường âm nhạc, không ngờ hôm nay tôi được gặp hai chị em, thật ý nghĩa. Nhưng mà tôi có điều thắc mắc, xin phép cô Quyền cho tôi được hỏi. Dạ, nhạc sĩ cứ hỏi. Tôi thấy trên ngực áo của cô Quyền có một mảnh khăn tang. Không biết là gia đình mình có ai vừa mới qua đời. Nếu đúng là như vậy, cho tôi được chia buồn cùng gia quyến. Em đâu có người thân nào qua đời. Mảnh khăn tang này là dành cho mối tình của em. Giữa cái sống có chập chờn cái chết, trong sum họp có bàn bạc cái chia ly. Cuộc sống vốn dĩ bộn bề, sau những miệt mài đeo đuổi, tìm kiếm những phù phiếm xa qua, những phấn son của cuộc đời rồi cũng theo hư không mà đi. Những muôn màu muôn vẻ của cuộc sống chung cuộc cũng chỉ là như những bọt bóng xà phòng, thật mong manh, dễ tan biến trong phút chốc, như là ảo ảnh. Hơn tấm chân tình đó, tôi xin phép. Ơ, chị. Chị à, chị vừa đánh mất cơ hội cuối cùng của mình đó, chị có biết không hả? Nhưng mà chị biết phải làm sao. Anh ấy đã có gia đình đầm ấm. Chị nói ra lòng mình cũng có được gì. Phải, không được gì, nhưng mà ít nhất chị cũng phải cho nó biết được rằng chỉ vì tương tư một người nhạc sĩ chưa một lần gặp mặt mà chị đã phải chịu đựng những đắng cay như thế nào chứ. Mãnh lực tình yêu thật khó lường. Chị yêu nhạc Y Vân, rồi yêu luôn người nhạc sĩ lúc nào không biết. Dù chưa một lần gặp mặt, chị vẫn cương quyết từ chối cuộc hôn nhân do chính cha mẹ sắp đặt. Quá mất mặt với đàn trai, cha đã lên báo, đăng tin từ con rồi. Qua cái bài hát này thì anh nhận thấy được cái trau chuốt của cái cách hát của em cho những cái đoạn mà tác giả tâm ý, cảm xúc rất tốt, có cao trào, giọng rất là bay sáng nha. Hôm nay diễn cũng khá hơn, cảm ơn em. Cái bài ảo ảnh này đó em hát tuyệt vời, hát quá tốt rồi, tốt lắm. Thành ra cô chúc mừng cho em đã qua cái ải được bài ảo ảnh của Y Vân. Dạ, cảm ơn cô ạ.
những cái nốt cao của em á lên rất là ngọt và em hát rất là tròn vành rõ chữ. Bài Áo Ảnh này rất là nhiều người hát. Khi em hát qua nửa bài thì chị thấy là được rồi đó. Với lại Hảo rất thích cái bài phối của bài này. Rất là hay, rất là hợp với giọng của em. Hảo chúc mừng em. Dạ, cảm ơn ạ. Hồng Gấm đang thủ vai của một cô gái tên là Huyền. Phương Trinh không biết là cô Minh Lâm có biết về cái nhân vật tên Huyền này không? Cô xin chia sẻ một tí là này. Dạ. Bài này viết cho cái mối tình đơn phương thôi. Và cô cảm ơn chương trình này rất nhiều. Mình nghe lại được những cái phẩm của chồng mình, cảm xúc nó dâng trào. Dạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của cô rất là nhiều.